Hát, hát có nên mua hay không thì thực sự là vấn đề là bây giờ nó liên quan đến cái việc là uh, cái, cái, cái cái chiến lược đầu tư và cái kỳ vọng lợi nhuận của mình là như thế nào đúng không? Thì uh, điểm tích cộng bây giờ là chậm T. này, điểm ngắn hạn thì uh, không được đẹp lắm này, trung chiêng hai hỗ trợ tháng cửa kia chắc là nó rơi vào đấy là đây kẹp rồi hai cái này nó rơi vào đây một là mua ở vùng hai mươi ba này bán ở vùng 36 mươi bán ở một phần ở vùng 30 33.5 và bán phần còn lại ở kỳ vọng lên trên vùng 35.8. Còn bây giờ mà mua vào nó lỡ cỡ đang ở giữa này, đang bị giữa này thì thực sự là nó phải chờ đợi quý chị nên Nó chui ở đây trong cái ngay ở giữa hai cái hỗ trợ ăn cư này thì chúng ta cũng không không nên xem xét bởi khi nó rất khó xử lý khi xảy ra cái trường hợp bán phát hiện thì nó lại hồi. Hai à, thế là nó khổ thế nên nếu mà mua ở cái vùng giá hiện tại thì nó nó cũng không 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 hợp lý cho lắm. Đấy, còn có nên mua hay không thì, thì trọng nắp chỉ có hàng khả dụ rồi thì tầm này chúng ta đã, mà mua ở vùng đỉnh này thì tầm này chúng ta vùng xử lý được và lên trên vùng này mua bán cùng một khối lượng thế còn nếu mà chưa có hàng mới thì chúng ta cũng chưa nên tham gia được điểm này đấy, chưa nên tham gia được này thế còn nó đánh dài hạn hơn là mua gom thì có thể là chúng ta mua gom ở tâm cái này đã hạn phát sinh tháng 10 thì mới có, có cơ hội mà, 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 kiếm lời được nếu mà, mà mua gom ở cái vùng giá hiện tại được chưa? À? thì từ giờ đến tháng 10 nó còn bao nhiêu sự kiện biến động xảy ra thì cũng khó lường lắm quý vị nên là đánh dài hạn cũng tương đối vất tốn tiền chi phí ngoài